biết sao giờ. Quá chuyện này đáng rồi. Tôi lì lắm. Tôi xin ra là nó lì rồi. Quả này dây ninja thôi, dây ninja là gì mà đam không? Cái này tí mày quẩy cũng được. Đánh hội đuối. Đục. Trời ơi. Ôi trời. Lo ngó của thằng Thi, mẹ nó qua nó cướp rừng chết oeo luôn. Móc chết bây giờ. Lo ngó thằng Thi, mẹ nó vô tới trong rừng này. Mày nè, em phích lụt ăn nè. Clip mới level 2 à. Đó, nhưng mà giờ này mới level 2 cũ. Anh hiếp Garen của anh là dễ hả? Đâu có dễ đâu. Tôi giết bạn liền. Con lấy là giết Echo trước á, nhưng mà con Alice nó còn lát. Bay cho sóc Alice. Chết mày rồi. Ôi dám tiến tới.
comfort breeds weakness. Cái gì mà nó bu vô nó đập luôn vậy? Ôi mấy bạn này để ý map hay quá. Đây bu vô, trên này lên nữa làm sao mà chơi. Mày hả, rồng nước cắn, ê, hai đứa một thằng rồi. Hai đứa một thằng, rồng nước cắn nha. Thôi rồng nước cắn chết. Catch their trail. Này, bạn đã nick kia rồi, đi qua cướp bãi sói. Đừng bạn luôn, bạn thế nào mà chạy qua đây? Đâu ta? Monsters can be made to fear. Đang rét à? Quyết tâm đứng rình. Rình không được thì lên gan tóc. Rin, rin cho bằng được. Alice đâu? Có cái thằng Alice này. The scent of prey. Rin nửa tiếng đồng hồ. Chết hàng bó rồi. Bóc rồi.
Lee Sin cũng vô tình cũng suốt bóp tim. Kiểu là cũng có ý á, cũng có ý giúp á, nhưng mà ông vô tình cũng suốt bóp. Chứ bay vô con Thresh chói nó là lên chết rồi. Comfort breeds weakness. Không ba không bủng gì không quan tâm tí kênh tim bây giờ. The scent of prey. Chủ đầu luôn đấy, xanh liền. Nghĩa như là không xanh nè, đang quá xanh đấy, đừng giỡn. A true hunter never rests. Tôi đang rất xanh. Ông này ông lại tại ông thảy nó đi cho nó đi sát tường ông nó lấy được nữa chứ ông bóp rồi. Tự nhiên ông nghe cho bay cho sát tường rồi nó lát lên trên luôn. Gare ông châu kìa.
lắm á, chứ đùa đâu. Tiền mình có hay là mình mua thì các bạn vô cái sáu mạc á. Sáu mạc trên màn hình đó. À, trên màn hình á, các bạn muốn mua thì vô. Sáu lần mình 24 giờ chúng con. Sáu lần mình 24 giờ chúng con. Là mất xác. Em tôi nói rồi, xíu là tôi cân tim bây giờ đấy. Đừng có giỡn. Tìm bạn khen đừng ghê luôn. Không, đừng nhìn KDA lúc đầu quan trọng. KDA lúc đầu xấu làm sao mà bực lên được lúc. KDA xấu nó mới hay. Cứ tàng hình kiếm người thôi. Mình đâu giết đó. Về đâu? Ây da, con thờ rét đấy nó đứng kế bên rồi. Nó đứng kế bên rồi. Nó đứng là nó không cho con lát ăn đòn chí mạng á. Điểm vậy. Con lát nó không được ăn được chiến mạng. Chiến này cái đòn chiến mạng nó chết luôn rồi. Garen trâu lắm. Nói về cái độ trâu của Garen thì Red đánh hay quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh hành như chó luôn mà thằng Nhật cứ chết on đó. Tao tin tao tuốt. Ông không đang mới đầu vô. Phút thứ 5 là 240 rồi, thấy bước nào rồi. Phút thứ 12 110, 960 rồi. Chim người ta nói lên tim, người ta nói tim băng đi với chim lên tim băng đúng rồi, cãi nó mày. Tim băng nó khác gì? Tim băng nó nhiều giảm nhiều tốc đánh hơn, nó rẻ hơn, hồi chiêu. Hồi chiêu nó khô rồi. Lúc đầu quá. Đầu thì đầu thì mình cái gan đánh là còn cái lý. Tìm với lên khiên luôn cũng được. Cái này là mình gọi là mình giao tiếp với nhau thôi chứ không phải là lên kiến thì tao nói mình, là mình gọi là mình với bạn xe xe 93 nè, bạn coi là bạn tôi thấy rồi, nó một xíu là tôi canh tim canh rồi đó. Slow nó xong nhặt nó lát đi đấy. Mạng đó là mừng rồi đấy. Mạng đó nó mất lát. Mất lát nó chết mạng mà còn được farm mà còn được hết level. Trời, một mạng nó biết không bị gì. Xong rồi tao lát lên một mạng. Chết hai mạng. Đâu, mạng thứ hai mày lát lên mày mới chết hai mạng. Mày kêu. Bị cáo tơ thôi. Ai biết. Không phải là gì. Đó, làm gì?
mới đầu vô trong tiếp kinh khủng luôn, cuối cùng đến giờ game này có mỗi con eco với skill chạy đâu, là có skill chạy đâu, mình thích lên ga là mình mạnh chắc rồi, chắc át là mình sẽ khỏe. Đi 30% mà nãy mình full cooldown, bạn lấy mình 45% cooldown à. Monsters can be made to fear. Lên tim băng nó vẫn ngon, nó ngon cái là giảm tốc đánh khi mẹ nó không đánh mày, cái đấy là aura. Khi băng là chỉ khi nào nó đánh mày thôi. Combat rồi chết hết team luôn rồi, team nó không chết là sao? Cái team băng này ví dụ nó lao cho đánh đồng đội mày, mày cũng có tác dụng. Không mấy. Còn cái team của nó, cái team của nó là vật lý không nữa. Vật lý không nữa, mà lên cái team băng con chim hết đánh lại, team băng như vậy ninja là đánh cái kiểu gì mà lại. Lao vậy team băng, vậy ninja team băng nó quánh tao xém chết hoài mày thấy à. Làm như lâu không biết dễ cũng không biết chia tay đi.
có chạy thẳng mấy ông người tốc độ di chuyển của tôi cao mà không làm gì cũng căng vậy. Cực là nhảy vô cái là chết nè. Walk the killer's path. Rồi, mấy ông đọc bản cập nhật mấy ông chưa biết cái Wii á bị nét từ bản này rồi. Cái Wii của các bạn chỉ còn 150 ren chứ không phải là đam, có nghĩa là cái tầm đánh á, cái tầm đánh cái tầm xài kêu của Wii á. Trời ơi, gần chết luôn kìa. Máy quét quá trời ơi, đứng đây máy quét đi. Team tôi bên kia kìa. Trời ơi, tự không muốn là sống rồi hả? Siêu nhân này không dám đứng. Rồi chơi tôi hả? Em muốn cái gì mà không cho đâu. Ok. Thế có ai đi 4 bạn khác nữa. Your team has destroyed. Ok, mình sẽ làm một cái event. Thôi, mèo mèo, đánh solo kỹ năng 4 game, thua 3 game. Trời ơi, nó xem kim. Không có. Làm gì xem, trời ơi, tao. Đánh solo kỹ năng 4 game, thua 3 game, ngồi gáy. Trời ơi, tao thấy mày tội nghiệp thì thôi. Thôi, được rồi, thôi, được rồi. Làm gì có lần sau nữa. Tới già con à, làm gì có lần sau nữa. Đúng rồi. Thua là thua tới già. Thắng cái này tao nói tới già, tao kể cho con cháu chút chít tao nghe luôn.